nào? Lẽ nào thôi đúng không? Thu cuối đây, bài hit bây giờ đấy. Đang thu acoustic. Rất lâu rồi trong anh tìm nhiều cái tiếng yêu thương. Một thu nói với em. Vậy mà cứ sao giờ? Mình đã cứ sao giờ? Là em nữa. Em nữa. Đang đi nào? Có lẽ nào? Đi và có lẽ nào? Trong tâm trí em có lẽ nào anh gửi ra mắt có lẽ nào nhất có lẽ nào chỉ còn mơ anh mất em rồi. Hát theo em ạ. Có lẽ nào đưa mùa thu đi và có lẽ nào trong tâm trí em có lẽ nào mày về sớm, mày về sớm em đến đây luôn. Em đến chưa anh cơ, nhưng mà em phải đi học ấy. Điểm danh nhanh. Yêu khi tôi bước một mình, đêm những nỗi cô đơn, đêm trong hắt làn gió thoảng, từng hạt mưa bay. Đến đây từ thiên đàng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, xanh bước đi cùng tôi. Có nắng ấm giữa mùa đông. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi. Bóng em xa khuất dần, dấu nước mắt nghe cô đơn em quay về. Thêm nỗi nhớ em. Con đường tình yêu Lam Trường. Đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia. Kia đã tan rồi, em thôi, tình này trao đến em rồi, nâng đêm thôi vẫn mơ về, ở gần cuối con đường có em. Anh Tiến. Em hát bài gì anh đệm cho? Em đang không biết cái này là cái gì. Chị làm thôi nhưng mà em không phải. Học cái gì? Con gái học cái gì? Con gái học đệm piano ở dưới. Tất cả những cái của môn em rất hoa hồng cho đến kem trước tất cả. Xin mời. Không
Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên của bạn là và bạn học từ lớp nào không? Mình đi. Vâng, xin mời bạn. Bạn có thể đi sang bên kia. Được, Trần Quang Hoa. Xin chào đội trưởng, chào bạn Lan. Bạn có thể giới thiệu cho mình biết là bạn tên gì và đến từ lớp nào? Vừa đã chào bạn Lan rồi, bây giờ lại hỏi là mấy bạn tên vào chủ đề, vào chủ đề. Tên tớ là Lan, tớ học lớp giáo dục chính trị K10, tớ là nhóm trưởng của nhóm Tăng Đạt. Vâng, sở thích của bạn là gì ạ? Tên tớ là Lan, ở nhà tớ tên là Can. Sở thích của bạn là gì ạ? Sở thích của tớ là đánh con trai và nói chuyện cười. Ây da, tí sợ quá. Chuẩn bị gắt đi, đến nhà cậu. Xin chào bạn, bạn Kim Anh. Bạn có thể giới thiệu cho cả nhà biết. Anh có thể xóa những cái bảng kia mới được không? Đây. Xin chào các bạn. Ladies and gentlemen, my name is Wang. I'm come from Haiphong University. What's your slot? What is your slot? I'm studying accounting at the Catedral Place. Yeah. And favorite? Your favorite? I like listening to music. I like dancing. I like talking. Talking about dancing. Rocking. Lucky. Rocking. Thôi thôi, sợ tốt. Yeah. Ô, toàn nó con gái thôi. Wait. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một vài điều về mình được không? Kỹ sư, thế thả là bạn rất là hòa đồng, vâng. Vừa rồi thì bạn có giành được vương miện của cuộc thi Hoa Khôi, thì bạn có cảm nghĩ gì không? Đâu có được giành đâu, đâu có giải ba. Thì người ta giành được thắng mà người ta không đưa vương miện cho. Giật của nó mà. Đâu có giật đâu. Là không cướp giật. Cướp rồi. Cướp rồi. Thế gần cái bộ đồ thì bạn vứt đâu rồi? Xé mất rồi. Xé mất rồi. Trời ơi, thế mà không để cho tôi, để tôi. Ây da. Có họ đâu em rất là duyên dáng. Có họ đâu mà trông kinh thế. Cho anh hỏi rằng có ở nơi đâu có cô em. Em sợ mấy cô em lắm đó. Cho anh xin số nhà. Bây giờ có được sợ mấy cô em. Vâng, xin giới thiệu các bạn, đây là bạn Nhã, đến từ lớp Kinh tế K12. Tài chính ngân hàng. À, tài chính ngân hàng. Thế mà không giới thiệu sớm là người ta sốt cả ruột. Tài chính ngân hàng. Vâng. Lý do nào bạn tham gia tình nguyện đợt này? Anh có phải tình nguyện lý do á? Ừ. Thế đi tình nguyện phải có lý do ạ? Hả? Bởi vì bạn rất là nhiệt tình. Đó cũng là một lý do để đi tình nguyện. Ai cấm được không? Rất cảm ơn câu trả lời rất là trần truồng của bạn. Wait. Làm gì có ruồi mà đuổi ruồi. Trước tiên xin mời bạn giới thiệu tên nào. Động lực nào đã dẫn bạn đến anh ơi, một người phỏng vấn từ đấy đến với cuộc thi này. Lần trước thì tớ xin giới thiệu là tớ tên là Huyền. Học ở lớp đại học đầy đủ thi đẹp. Tớ tên là Phạm Thị Huyền. Tớ ở Thủy Nguyên. Tớ học chi đoàn đại học sư phạm, học K11. Vâng. Bạn có dự định tương lai là sẽ thi người mẫu không ạ? Tôi nói là... Tính đi! Sao phải xấu hổ? Được rồi. Thật ra tớ... Tôi thấy các bạn có một đôi chân dài miên man. Thắng à, bỏ vào vâng. Chân thắng à. Rồi xuống, bạn có dự định thi người mẫu không ạ? Để tôi đăng ký làm fan của bạn ngay từ bây giờ. Tớ thì không có dự định như vậy. Mà tớ, tương lai tớ là bay kia làm cô giáo. À, cô giáo. Cô giáo có chân dài miên man. Cô giáo vâng, cảm ơn bạn. Chào bạn, anh có phải là Lý Hùng đến từ Lý Hùng á? Đừng chụp ảnh, đừng quay phim gì cả. Không. Vâng, bạn có thể giới thiệu mình. Mình xin tự giới thiệu. Đưa cái micro đi. Quá. Xin tự giới thiệu mình. Từ quay truyền hình thực tế. Nào Mạnh Hùng. Đang là sinh viên ở lớp kinh tế vận tải A1. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn và chúc các bạn có một kỳ thi thật là may mắn và vâng. Khỏe, sức rất ý nghĩa. Vâng, anh có thể bài diễn một bài tuyệt chiêu guitar đấy ạ. Ví dụ như là đập vỡ cây đàn. Vâng, cái này này. Oh no. It's my guitar. Một thành viên tiếp theo đang ngủ gật. Tôi nghe bạn kia nói bạn có phải tên là Tiểu Yến Tử. Anh à, bạn ấy đang ngủ chói lắng, chói. Chói quá, chói. Nào, bây giờ nào.
Để ý vào máy quay, chúng tôi đang phỏng vấn bạn. Anh sang chơi loa, xoay bóng tối của anh đây. Bạn ơi, cùng tôi. Rồi, châu đâu rồi kia kìa. Bắt lên Lào, cháy lên Lào. Pedestal. Mang theo con tim. Chúng mình là chúng mình đang có gì đó. Tiếng ca. Vâng, chào bạn Phương. Chào bạn. Vâng. Bạn có thể giới thiệu mình cho các bạn cùng biết được không? Lần đầu tiên mình xin hỏi các bạn cái này là cái gì? Cái này ông quay là cái gì? À? Ngủ yeah. Đi. Vâng, hỏi bạn có thể giới thiệu tên tuổi vào lớp được không? Có như thằng thiểu ấy. Cái là phóng viên cho được xỉ đúng không? Xin lỗi, xin lỗi. Giới thiệu tên tuổi, giới thiệu. Mình tên đầy đủ là Lương Xuân Phương. Bệnh nghề nghiệp. Lương Xuân Phương. Do hoàn cảnh nó tác động. Và bạn đến từ lớp nào? Hoàn cảnh nó xô đẩy thôi. Lớp tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng, BK12, vâng. Cảm ơn bạn. Nhâm hàng, nhâm hàng. Ngồi, cảm ơn. Ồ, nắng quá. Này quá vô duyên. Các người cứ tắt vào đây, có ngày không có chiếu mà ngồi đâu đấy. Tôi không tắt nữa đâu. Bạn ơi, bạn ơi, bạn đến từ lớp nào? Đây là Tâm, tôi đến từ lớp BK10. Dạ. Từ thằng này chán ý. Bỏ cái mũ ra tối quá. Đừng quay chân tới. Nắng lắm, các bạn đang bỏ ô đâu rồi, nắng lắm. Bạn vừa ăn cái gì mà môi đỏ chót vậy? Ăn vụn cái gì? Cứ xài xin xe hại rồi. Bạn mình tính trả lời. Tao uống nước chanh và nước mơ. Tao có chiếu thằng mặt tới. Muốn hỏi gì nữa không? À, nước mơ. Tính làm gì mà lóng uống nước mơ sao lại lóng nữa. Vâng, cảm ơn bạn. Nước mơ rất tốt cho sức khỏe và cũng rất tốt cho làn môi. Xin chào bạn, bạn có thấy nắng không? Nóng không? Có nắng à? Bạn thấy tình nguyện có vất vả không? Vất vả, thế sao bạn còn tham gia? Tớ thích bị ghẻ. Nhưng mà đâu có cái gì liên quan đến ghẻ ở đây đâu. Thực ra là tớ thì tớ mình không định đi tình nguyện đâu. Nhưng mà đợt này sắp có thi nguyện mẫu da đen nên tớ phải đi tình nguyện. À, tôi hiểu lý do rồi. Thế bạn có thể giới thiệu tên và tuổi vào lớp không? Tớ tên là gì cho tôi vào tớ tên là Hằng. Nhà họ và tên là Nguyễn Thị Thu Hằng. Học lớp sư phạm giáo dục chính trị K10. Và tớ mở hoặc là cùng nhóm với lại nhóm. Vâng, tôi xin hỏi một bạn câu hỏi rất bí mật. Liệu bạn có thể trả lời tôi được không? Bí mật nhìn chung là câu hỏi cũng không bí mật lắm đâu. Ơi, tớ bật mí cái bí mật à. Cái đoạn quay phim cũng cậu ấy đây là chồng của cái con bé cậu đang phỏng vấn. Dạ. Nhưng mà câu hỏi của tôi là khác. Vâng, thế mời bạn hỏi. Bạn bao cân này? Để mới tớ xem nào. Tớ sẽ trả lời. Bạn hãy dũng cảm trả lời đánh là đi. Được rồi, bạn đến nguyên để mai tớ trời ơi. Mai tớ cân thì tớ sẽ trả lời cho bạn. Vâng, bên cạnh chúng ta là một cô gái hết sức dễ thương.